tiến sĩ là anh chị em hôm nay hết sức đau lòng được sự quan tâm của đảng nhà nước và sự trực tiếp của những người nối lại lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta, đây là một sự vinh dự rất là lớn và hạnh phúc nhất. Mà cho tôi thì mà lý ông có đề nói tôi anh ý Thank you.